Cái diều các bạn ơi, diều thuận bay. Lên thắng cước luôn á. Cháu bay quá cao rồi, cao gơi. Lên cao gơi. Có coi không? Đang kiếm được nhiều chứ vô. Làm đắng chơi vậy mà. Đảo dữ ta. Nó kêu lớn hơn của ông luôn. Bung giấy cánh hả? Hàng gì nó bị bung nó chạy điên á. Nhiều đi búa chua hết. Sợ gắn chiếc chịu. Có lửa hả?
được nữa. Thử lèo vô đó. Lại cái quần anh nó cũng được nữa lục bè. Lại chúng đó cũng được nữa. Ông bác sĩ hả? Chú sĩ ngồi chú kia. Lên luôn. Cái dằn rồi. Đu. Nhiều dĩa hẹp lẹo lắm mày. Dĩa hẹp lẹo lắm. Cầm nặng không qua? Nhà hổng kéo rồi xuống. Kéo lại xuống quá. Cột cái cây này nó lâu không? Thử ở đâu chạy mất luôn. Qua đây bây. Lâu quá mày. Bây, qua đây. Chị. Chị mày đang bay nó mà. Nó sao rồi. Hỏi mới kêu. Con hỏi sao kêu. Con khác nữa. Giờ mấy bữa nhớ vô bảo con nhìn về mẹ nghe làm con vừa phấn nữa nha mà chưa thả. Con kia là chuốt mỏng lắm. Con kia làm sườn hơi khớp. Rồi nghe quá rồi. Kéo cho kỹ nữa. Nghe quá hay sao mà kéo, kéo vô giữa rồi được mà. Đi qua bọc cánh lên rồi biết kéo. Mình thử đâu nó bị gì hả? Nên nó nhiều lần thả chúng tôi như đâu có thể nghịch thế đâu có. Kéo hoài dữ vậy hả? Dữ. Lo gì nghĩ không? Nghĩ không? Cạch chút xíu mà nó chịu hay không? Ừ. Miếng nó nhẹ hiệu à. Miếng nó nhẹ lắm. Cạch kia mình lên leo leo hụt đó, mình thả nó nhẹ gió. Còn không cạch mình thả nó nhẹ gió. Ý cái gì á? Mình tưởng đâu nó lâu thì đạp đi. Đại lên! Không kêu hả? Chích mẹ một nồi luôn. Quay. Rầu xong hết luôn. Lên. Xuống nè. Xuống dưới thì lắm. Sao đằng phần xuống. Ủa sao mình nhìn đâu? Lấy cái cây phải lại đỡ. Nghĩ gì nè, quên quất chị kêu mà dứt nè, dứt mà đó lấy đâu ơi hợp lý theo á. Lời xạo nè, xạo xuống kia đi, xuống kia chạy xuống kia. Lên. Như vậy. Xạo lồn. Rồi hết gió rồi. Rồi. Đó. Để có gió. Trời ơi. Kêu à. Có thể. Nó hay nhào. Rồi con này lên đã không? Chút rồi mình đã luôn rồi.
nắm nó chắc nha, cái chừng gục tay nha, gục tay chụp không kịp ạ. Thì đúng ạ. Đó, cứ ra đây, đó. Mấy ông sáu họ kêu dữ đó, xuống thấp này nó kêu nè. Hả? Không nghe. Tiếng văn này nó ác mà tiếng sáu. Xuống sát là nhào ghê ha. Anh này nhào dữ. Chạy lại bàn nó không lên nữa. Chết cha. Ủa này nhào dưới ra. Rồi sao? Gió là nhào chịu nổi. Quá nặng luôn. Dù thẩn này cũng 1m3 chứ. Quá bự. Ý, 1m4. Mấy tư qua đo mấy tư đúng á, khớp xương rồi á. Muốn lôi không đi luôn. Im gió là nó lên trở lại mà hỏi gió giật cái nhà. Trời, chiều nào văng ghê hả? Chiều đại bàng này chắc. Kêu mà đều cái tiếng dìu đại bàng nó ác hết rồi, lớn quá. Đó, lớn quá. Ác nó tiếng văn này hết. Gặt mày, chạy lèo sao? Dìu nắm cho im với con gặt vậy nó chạy cái lèo cái nhào thôi bà. Ở sao nhìn xa vậy ông Út? Bên đây rất công minh kia nó bất công. Ông Út bữa nay khỏe rồi ra kìa. Ông Út không dám dìu cho em dìu để bàn chúa ra.
Khỏe chưa đó? Rồi thấy không ra là mừng, khỏe rồi đó. Nôn quá luôn. Bữa này làm quá mà nôn. Không ra chịu không nổi. Ấy dướng gì á? Gì vậy? Úp và nắm một cái là nhẹ nhàng à ha. Dù đó yếu yếu gió thẳng không? Nó lên đầm luôn. Chắc vậy quá. Bỏ lâu mà cũng ngon quá hả? Bỏ lâu mà cũng ngon quá hả? Thấm người nhào, gió cũng nhào cũng món. Còn ít điện hả? Không, trên á. Vừa có hai giấy xanh á. Đem hướng kia là gió mạnh là nhào chịu nổi. Cái gì hôm nay thấy lù quá. Lù quá. Vì mới 12 giờ mấy là 1 giờ là nó quất rồi. Dướng ai hả? Ai dướng ai hả? Ờ dướng ba. Dư Vũ lại dư đây hả? Đó dư đó. Này chứ tao giờ nãy tao nghi tao. Ê, ông này sao ghê vậy? Giết ai đâu? Vô quá nó khớp á. Ừ, nhiều đó vô quá nó khớp. Con hai con này lận. Dạ hả? Qua tháng con hôm nay tháng con. Còn hai con thận nữa. Con làm sao quá hả? Con làm sao bữa con xách vô Úc là tháng qua rồi. Dạ hả? Con này làm dạ. Làm cũng lâu rồi mà chưa có thả, bữa nay mới thả. Cơm. Gió này thì cũng khá xa. Khá xa là nhẹ dây. Tầm đó thôi. Của ai? Của thằng bé Bảy á. Vì đó tôi nhẹ gió rồi. Mới sửa dặn lại á. Chiều dữ hả? Chiều dữ hả? Một chùm luôn rồi. Quá trời dữ luôn. Trên mà. Trên nhỏ lại xíu. Mình bánh ngon không? Mình quay bánh nó quay quá đâu rồi. Mình đâu rồi. Cây kia đó. Kia kia. Có cây chạm bằng kia.
không có công với ba chiếc mai mối chắc là mới dần hậu xuống đây đó cây cặp hồi nãy đem hai cây qua cho ông ba cây ông cặp đó cái cặp bỏ cho hai ba cây cho nó chặt đục 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 rồi chặt đục đục rồi lấy mực đàng hoàng hay giữa đàng hoàng cái đem để đây nè dây đồ để sẵn thì có gì cặp nhiều mất làm ra thế nào cũng bị à chứ chạy đâu khỏi à. Chết cha, dứt chiều bé bảy quá. Ủa, ở đây mà dứt chiều bé bảy là đuối luôn đó nha. Không biết làm sao mà gỡ luôn á. Dính rồi, dính rồi. Dính nhiều bé bảy rồi đó. Không, dính không có lắc chỗ đó. Dính rồi đó. Dính nhiều đen hả? Không có luôn hai con luôn rồi. Má rồi qua đây chắc dạ. Nó làm dữ quá. À, làm dữ quá dữ. Dính rồi hai con lẹo rồi. Hai con nhào luôn rồi. Ui trời. Đó, hai con luôn. Hai con đâu gỡ được đâu. Gỡ được. Bứt thôi, chỉ bứt công thôi. Hai con đúng với nhau. Đúng độ. Ừ, đã rồi. Cái thước phim này coi đã lắm nha. Ủa lên lại đó. Đất cái chuyện đó nè. Ừ, đất coi đã thiệt chứ. Trời ơi, con múa. Cũng có một con bất nà, cũng có một con bất bông nè. Rồi, đủ bay nhiều, bay dính nhiều ta ra. Đấy, đấy, giờ nó múa chút rồi nó xuống à. Lên nó lâu kia lên. Nó kéo nó lâu. Quá trời thì không biết ha. Hai nhiều quá nặng lắm rồi chứ đâu có nhẹ đâu. Thì thuận nó bự nặng lắm. Vị cỡ đó mà không bứt à. Nóng cử bứt à. Trước này có vậy cũng dở không? Giảng sườn quá. Cái nhà ông bên biết cái nhão á, nhão sườn. Khoan hơi lên á. Vừa nó đang nhào đi đút vô hơi lên nặng cho nó tối một nồi luôn. Vậy hả? Dạ không hay. Gì á? Chết rồi. Kéo lên đi, lên trên đi, lên xe sơn kia đi. Kéo đi xe sơn trở đi, để nó dính nữa.
dính dưới dìu ai à, dìu Quốc à. Dính dưới dìu Út nè. Đây nè, đây nè, đây nè, dính dìu Út nè. Ở đi vòng qua. Dìu xuống sàn lắm. Gió quá, nhiều con làm sườn, sườn yếu lắm. Con chuốt mạnh lắm, chuốt cho nhẹ gió mà. Bởi vậy ra là thả một khoát một lên liền. Này nhiều này, hấp dẫn rồi ạ. Với nhau à. Vô Phương gỡ ra luôn rồi, dính luôn. Rồi. Ai mà giữ thằng à? Không thấy đường, không thấy con diều đâu luôn. Dính nữa đâu, dính nữa đâu, dính nữa đâu, dính nữa đâu. Không, không, không. Lâu nó lên Nam. Nam ơi dính cái gì vậy? Lâu lên coi. Đó cháu lên trên đi, đừng có cháu xuống nữa. Nhào rất là nhão sườn luôn rồi. Giờ còn mình nó là nó cũng nhào luôn rồi. Phần số hết rồi. Còn lại có 4 con. Cầm cho
nhiều. Nhiều của ông chính bữa nay cái văn nghe ghê á. Văn cái văn này kêu nghe ghê á. Văn kêu nghe ghê á. Cốt này cứng lắm hả? Sao kêu dữ vậy? Diệu ngút bữa nay kêu ít. Diệu ngút bữa nay kêu ít. Đúng rồi, làm ghê quá. Sâu vậy bả màu đẹp á chứ, bả lên tivi là màu bả đẹp lắm bộ. Bả nhờ bả nhiều màu á, màu tư á, màu đỏ đồ tư á. Sao nằm ở đây mấy ngọn miễn qua đây hết đụng rồi. Gì kéo dậy xuống cột lại cầm tước xuống đặt cái dèo nó chơi dần cái tước xuống chắc ổng vô đồng nhất á đậu đỏ gì nói vậy trên đó nó trống gió dữ lắm không quay được mấy con chứ không hả không quay được mấy con sao dây mà đồ lướt ra kép vô cầm gì cũng được không phải vừa thổi người đâu hả táo rồi dạ nhà mà mới bữa bút bông hít chứ ơi chơi xong hết rồi đi đi ta đây gần 2 giờ đâu rồi thằng kia phân vô hả giờ ông 2 giờ à giờ làm cái văn phân lại như nãy là mẹ có chỗ ngay luôn hay gì bà tao nhiều cô không có con sáu hả có đâu có sao tao nghe kêu đó của sáu nó cao trên đó nó chứ ba danh hả nó kêu nó đi xuống dưới rồi có năm ống à năm ống nhỏ xíu à bộ khi chín ống ra nó thúng mới rơi bộ biết lái hư bộ hay mỏng manh quá hỏi em chơi luôn cái bát tôn nè đủ gió vô hôm đó hả đó, gió vô hôm đó vậy bộ đừng nó đập bế thì đập trong bế gạch nè mấy kia đi tao hết rồi giờ vậy mà không đứt ha. Ừ. Chứ. Đó, không đứt á. Chứ cũng còn ngon á. Biết luộc hả? Làm quấy vậy là bị dễ đứt. Cứt luộc hả? Cứt luộc hả? Phải không? Cứt luộc hả? Ai luộc? Quang luộc mua về luộc cho luộc luôn á. Vậy đó, vậy sao luôn? Bỏ vô nấu sôi lên hả? Vũ mới làm. Hả? Vũ mới làm sao hả? Bỏ vô đâu tầm 50 phút vậy lấy ra. Chứ không để lâu được hả?
Kỳ vậy hả? Mới luộc tước là mắc xôi để vô hả? Mà nấu xôi không hay sao? Bữa nay ghiền quá ghiền hả? Nhiều nào nãy mắc chứ nhiều kia nè. Mắc chứ nhiều đại bàng nè. Giờ thả lên tiếp à. Chà, mình khổ tái phát à. Ồ, đi ghê không? Đi hết bên này qua bên kia luôn á. Thẩn con hả? Gió trời ra. Hết cuộn luôn không? Ba hai ông đi, ông đem cái túi. Cái bà đi chợ ơi. Đựng đồ hai chứ. Sao nằm rồi? Phun cục miếng vô chỗ mày. Hả? Hỏi không phun cục miếng chỗ mà. Có đâu? Tính đủ hiền thả lại. Về cột táo cao cao lên. Nếu mà làm cái cọc cao hơn là cái bài nó vậy đúng không? Cụ sáu làm cái này là nó ăn cái ông trái rồi. Cháu được luôn hả? Lên luôn hả? Rồi vậy rồi cũng lên rồi. Cũng tốt quá hả? Nếu cô ấy nãy giờ bước rồi. Bước. Nãy nó chỉ chạy thôi. Không, bệnh này nó cấp luôn rồi, giống như lấy về cho cậu vậy. Gỡ gỡ rồi. Một cước thì phải luộc. Một tiếng rồi. Như luộc một tiếng vậy. Luộc lâu không? 50 phút giờ khoảng 3 con nữa 3 lượt. Luộc sao anh Lộc? Luộc làm sao? Bỏ vô nước sôi hả? Nước sôi lên đó, sôi vừa sôi tim lên cái bỏ vô. Sôi tim hả? Bỏ lên cái bỏ vô khoảng chừng bật lửa lớn lên khoảng chừng 3 phút rồi. 3 phút là đã sôi cục luôn á. Sôi cục cái rồi bắt đầu là lấy ra liền. Lấy liền xong đổ lại vô nước lạnh liền. Bỏ cái vô lạnh. Nó chắc hả? Xuống tiếp. Nãy giờ ăn hết đâu đám mùa bột. Mấy nhỏ làm tiếp được. Nát cái đám mùa bột. Bi đâu ơi? Quá, nhiều cái văn bữa nay nha, đã luôn á. Khoảng này mét 2 không? Xuống luôn rồi, xuống luôn rồi. Cái dân ốc kêu là đè, đè. Dân nó bị lỏng. Nấu băng mít thì nó ăn đậu bô. Đậu bô ăn thì ăn đắt. Rồi lên luôn, có gió đó. Sao không kéo lên mà rồi.
chết mẹ. Kéo luôn, kéo luôn. Cái gà lên à. Con này xương cứng lắm, con này rất mạnh. À biết nó hơi nè nè quá hả? Rồi thì xa dữ trời, con diều đó nó bạch trận mà rồi dữ vậy. Được. Okay, lên trong 18, 19 vô. Ờ, chút này còn nữa. Vô mà. Chút này cũng như là kim la lỡ vậy, lỡ trở như vô của nhiều gái. Giờ ông chủ là đau me quá lá cành nữa chứ mày. Mày cành. Bởi vậy con diều mà làm phải cho nổi. Màu nó nào lên đẹp nấy. Mày hả? Mày kéo vô mày đứt cước luôn. Mày đụng mút người ta bây giờ hả trời nó. Giờ đụng mút nè. Máy cước mà ra. Lên đụng mút nè. Được. Vô chỗ nào. Đâu. Coi có dính không? Ha ha. Đứng đó rồi. Kéo xuống. Quá trời vừa. Này có gió. Lên thì lên cũng cao lắm, phải chừng giật phát lại xuống. Rồi, thôi video anh đây kết thúc các bạn ơi, video cũng dài quá rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào tạm biệt.